Thưa quý vị, ai cũng biết DHA là một trong những thành phần quan trọng cấu tạo nên não bộ của trẻ nhỏ. DHA không thể tự tổng hợp mà phải bổ sung bằng đường ăn uống. Việc bổ sung DHA giúp phát triển não bộ là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, DHA trong thực phẩm rất ít và khó hấp thu. Vậy cách bổ sung DHA ra sao để đạt hiệu quả tối ưu? Thấu hiểu được vấn đề của trẻ và nỗi lo của phụ huynh, cốm trí não Z-Brain ra đời nhằm cung cấp trực tiếp DHA, tạo xoắn Spirulina nhập khẩu Mỹ. Tảo Spirulina đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận là thực phẩm bảo vệ sức khỏe tốt nhất của loài người trong thế kỷ 21. DHA từ tảo Spirulina tinh khiết và cao cấp gấp 4,5 lần so với dầu cá. Với đúng tiêu chuẩn DHA theo tiêu chuẩn WHO khuyến nghị, cốm trí não sẽ giúp kích thích tế bào não khỏe mạnh hơn, tinh thần nhạy bén hơn, từ đó làm giảm thiểu tình trạng thiếu tập trung, học trước quên sau và tiếp thu chậm của trẻ trong học tập. Ngoài ra, cốm trí não Z-Brain còn bổ sung thêm các loại vitamin và vi chất cần thiết giúp trẻ cải thiện khả năng và kết quả học tập toàn diện. Cốm trí não Z-Brain tác động trực tiếp vào sự phát triển của não bộ ở trẻ nên sẽ đem lại hiệu quả rõ rệt. Sau một thời gian sử dụng sản phẩm, trí nhớ và sự tập trung của trẻ có sự cải thiện đáng kể. Đồng thời, kết quả học tập sẽ ngày một tốt hơn. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.